Good morning, xin chào buổi sáng, xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, nhất là nhiều năng lượng. Vâng, kính thưa quý vị, lượt qua trên các trang báo thì thấy có cái này cũng hay hay, mình muốn cập nhật đến tất cả quý vị. Cũng như chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì đi xe máy thì phải có mua bảo hiểm, nhưng mà khi mà xảy ra tai nạn thì bảo hiểm có đền hay không? Hay hoặc là bảo hiểm có lợi ích gì cho người dùng hay không? Hay đó chỉ là một sự tiêu hoang phí mà thôi? Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Sáng nay, Đại tá Nguyễn Như Phong mua bảo hiểm xe máy chỉ nên vận động tự nguyện, không nên để cảnh sát giao thông trở thành công cụ cho bảo hiểm. Nên nhớ câu này nha. Không nên để cảnh sát điều tra trở thành công cụ cho bảo hiểm. Việc cảnh sát giao thông một số tỉnh, thành phố rầm rộ ra quân xử phạt người đi xe máy, trong đó có việc xử phạt người không mua bảo hiểm đang gây ra nhiều dư luận trái chiều. Về việc này, theo tôi nghĩ, hình như có ai đó thuê cảnh sát giao thông làm việc cuộc chuyện này thì phải. Cảnh sát giao thông kiểm tra bằng lái, giấy phép lái xe, kiểm tra an toàn xe thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng còn việc mua bảo hiểm thì đó là quan hệ dân sự. Chính xác. Tôi thấy cần thiết thì mua. Tôi nhận việc thấy rằng mua bảo hiểm là có lợi thì mua, còn không mua thì nếu xảy ra chuyện gì thì ráng mà chịu. Có một thực tế là hầu như rất ít người, cực hiếm người đi xe máy có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn và đủ sức chịu đựng để được cơ quan bảo hiểm đền bù. Cái chuyện này là rất 100% rồi. Bên Mỹ này thì không cần, mình chỉ cần gọi một cú phone thôi thì bảo hiểm họ lo cho mình hoàn toàn hết. Dầu mình có lỗi hay không có lỗi, mình có bảo hiểm là ok rồi. Còn ở Việt Nam mình nghe rất nhiều người nói là phải đủ kiên nhẫn rồi thời gian và sức chịu đựng được nữa mới được đền bù. Như vậy thì mua bảo hiểm làm gì? Họ sẽ gây đủ mọi thứ khó dễ cho người bị tai nạn. Và khi bị tai nạn xe máy, có phải lúc nào cũng có người làm chứng? Có phải lúc nào cũng có nhân viên bảo hiểm sẵn sàng đến xử lý việc đó đâu? Cho nên việc bắt ép người đi xe máy mua bảo hiểm hiện nay là hoàn toàn chưa hợp lý và thực sự không nên đưa công an vào việc này để làm việc với người dân. Mua bảo hiểm cho xe máy chỉ vận động tự nguyện và cần chấm dứt ngay kiểu bắt công an đi làm thuê cho bảo hiểm. Có một bi kịch cho lực lượng công an là khi hiệu lực của mình, của chính quyền quá kém thì họ hay lùa công an ra để làm công cụ. Ngày trước tôi đã từng viết phỏng vấn này, chuyển nhượng ngày của công an phường và đã điều tra ra một anh trưởng công an phường phải tham gia 13 loạt công việc khác nhau của phường. Cái gì cũng công an, thậm chí vận động người nuôi chó đi tiêm phòng chó dại cũng phải có trưởng công an phường thường trực. Công an càng làm thì phải đối đầu với dân và trăm việc làm khác. Ngang lời nói, chỉ cần sơ sẩy tí là ăn đủ với đủ thứ chuyện của người dân. Còn khi đó, đừng trông mong chính quyền cấp ủy đảng bảo vệ công an, đợi đấy nhé. Và hình ảnh anh cảnh sát đi dẹp trật tự vỉa hè, đi dằn co quanh gánh với mấy bà già buông thúng bán bưng hết sức là phiền ảo. Công an cũng như quân đội là lực lượng vũ trang, mà đã là lực lượng vũ trang
thì không thể mang ra giải quyết các mối quan hệ dân sự, cho nên cần chấm dứt ngay việc đưa công an đi làm thuê cho mấy ông bảo hiểm này. Còn quý vị thì nghĩ thế nào? Để lại những lời bình luận ha. Nếu mà mình đi xe máy ở Việt Nam, mua bảo hiểm có cần nên mua hay không? Và nếu mua thì khi mà xảy ra tai nạn á, không biết bên đó có một chiều hay hoặc hai chiều không? Một chiều có nghĩa là khi mình xảy ra tai nạn, mình lỗi thì bảo hiểm của mình sẽ đền cho bên kia. Nhưng mà nếu mình có hai chiều, bên đây gọi là full cover, thì mặc dầu mình có lỗi hay là mình không có lỗi thì bảo hiểm cũng đền cho bên kia và đền cả cho mình luôn. Xe mình hư hại hoặc là hư toàn bộ, họ cũng sẽ đền nguyên một chiếc xe mới cho mình nếu mà họ cảm thấy không thể sửa được nữa. Và sau khi đền về vật chất và họ sẽ đền về thương tích. Thí dụ mình mua bảo hiểm đi, mình trong đó mình có nhiều cái bảo hiểm khác nhau. Mình nói đại loại để cho Việt Nam dễ hiểu là ví dụ trong đó có một cái vấn đề là mình mua đền về sức khỏe người, và khi mà bị tai nạn xảy ra đó, nó có là 15, 30, 60, 50, 100 ngàn. 15-30 là sao? Là một người là 15 ngàn, hai người là 30 ngàn, đại khái là vậy. Nếu mà trong xe bên kia có hai người hoặc là xe của mình, những người giàu có thì họ mua bảo hiểm rất cao, tại vì ở bên Mỹ này nó lạ lắm quý vị. Thí dụ mà xảy ra tai nạn nặng á, có thể người kia không thể đi làm được trong vài ba năm á, thì họ sẽ mướn luật sư kiện mình. Nếu mà họ thấy biết được là mình có cơ sở kinh doanh, nhà cửa này kia nọ, họ biết mình, đại khái là họ biết mình giàu đó, là họ kiện nữa. Họ kiện, họ muốn lấy tiền mình nữa. Cái ngoài cái số tiền mà mình đã đền cho họ rồi, chẳng hạn như bảo hiểm mình mua 50 ngàn, 100 ngàn đi. Ở ví dụ mình đền đã 100 ngàn rồi, nhưng họ thấy mình giàu có, họ ra kiện tụng nữa. Cho nên những người giàu có họ mua bảo hiểm cao lắm. Nhiều khi họ không phải là 50 ngàn, 100 ngàn đâu, mà họ mua cả triệu bạc, 2 triệu bạc để đền nếu mà xảy ra tai nạn, xe cộ là như vậy. Không biết Việt Nam có cái vấn đề này không? Và nếu mà mình ở Việt Nam xảy ra tai nạn thì mình nghe rất nhiều người nói rồi, phải có thời gian là phải chịu đựng là rồi phải đi tới đó, là cứ tại vì không có ai đứng đó để làm chứng cho mình hết. Và khi xảy ra tai nạn rồi, không biết có giống như ở bên Mỹ này là cảnh sát tới rồi sau đó họ làm lập một cái biên bản có ai lỗi ai phải, rồi chúng ta gửi cho bảo hiểm, rồi sau đó bảo hiểm sẽ làm việc với cảnh sát thôi. Họ coi theo cái trình tự, cái biên bản báo cáo của cảnh sát ai lỗi ai phải, chứ họ không có tin theo cái lời nói của mình đâu. Còn nếu mà nhẹ nhẹ đó, chẳng hạn như dân gia chậm về nhẹ nhàng hay này kia nọ, thì có thể là hai người làm việc với nhau trao đổi bảo hiểm, người kia nhận thấy. Mà ở Mỹ này thì đa số người ta tự giác. Thí dụ mà mình thấy mình có lỗi thì mình ghi vào trong đó, mình đưa cái bằng lái của mình, rồi cái bảo hiểm của mình cho người bên kia, để người bên kia làm việc cái bảo hiểm, rồi bảo hiểm sẽ họ sẽ sắp xếp rồi họ làm việc đền bù như thế nào đó với người bên kia là được rồi, chứ không cần phiền phức gì. Nhưng cũng đã xảy ra với lại hồi đó mình có một người nhân viên làm cho mình, cô ta vì mới qua Mỹ có mấy tháng nè, không biết tiếng Anh, cho nên cô đang đậu xe người ta đụng sau đít cô ta đó, thì cái người kia mới chỉ cô vô cái lề bên trong để làm việc, tại vì cái chỗ đó là chỗ xe chạy qua lại. Thì khi mà đưa tay chỉ chỗ vô bên trong thì cô ta biết, thì hai người lái xe vào bên trong trao đổi với nhau như thế nào là không biết. Mà cách vài ngày sau thì bên bảo hiểm của bên kia gọi cô ta, cô ta không biết tiếng Anh thì nhờ người khác thông dịch, thì người bên kia mới nói lại là cô ta là dè lại đụng người này. Cũng có xảy ra những trường hợp như thế. Các bạn có những người mà lương lẹo, họ thấy người phía bên kia không biết tiếng Anh rồi mù mờ đó, bắt đầu cái họ dở quẻ lại. Nhưng mà chuyện đó thì mình không nhận, dĩ nhiên là mình phải nói lời bảo hiểm là như thế nào để hai bên bảo hiểm họ làm việc với nhau.
Nếu không thì họ sẽ coi đến coi cái con đường nó đụng như thế nào ha, rồi họ sẽ coi cái vết tì của chiếc xe đụng ra sao và họ sẽ quyết định là ai đúng ai sai. Mà đụng tới bảo hiểm thì cũng như rất là khó ăn tiền của họ lắm, mặc dù ví dụ bên kia có nói dối hay nói láo gì đi nữa thì bảo hiểm bên đây họ cũng đâu có ngu dại mà họ đền bên kia đâu, họ phải coi thật là kỹ. Và họ nếu mà hai bên giải quyết không xong thì họ ra tòa tòa dân sự thôi, mấy cái tòa nhẹ nhẹ đó. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình một buổi sáng chia sẻ những thông tin của chuyện đời thường. Vâng, và xin chào, hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.